thương lắm tuổi thơ ngày xưa. Ngày xưa, ở trường tiểu học cộng đồng bao gồm lớp 5, lớp 4, lớp 3, lớp 2 và lớp nhất. Học trò được học các môn quốc văn, toán, công dân giáo dục, quốc sử, địa lý, thủ công. Học trò chỉ học một buổi thôi, học buổi sáng hoặc chiều, còn lại một buổi bọn trẻ về nhà giúp gia đình. Có đứa thì đi bán cà rem, bán bánh mì, có cả nghề dạo là đánh giày. Có đứa thì đi chăn bò, đứa thì giữ em hay đi câu cá tạt mương. Tất cả tuổi thơ xưa đều biết kiếm tiền chân chính từ sức làm việc của mình để phụ giúp cha mẹ trong sinh kế. Dù là con trai hay con gái, tuổi thơ xưa cũng đáng yêu đáng quý. Có một điều chung cho tất cả tuổi thơ xưa là khi vào trường vào lớp, tất cả đều tin tưởng, kính phục, nể và sợ thầy cô gần như là tuyệt đối. Thương lắm, nhớ lắm các bạn cùng thời của tôi. Mà con nít ngày xưa, cả trai lẫn gái hay làm trò này để gây cười khi ban ngày, còn ban đêm thì để nhát ma. Ngày ấy, trò chơi này lây lan rất nhanh, từ trong lớp học, cả trường học, rồi cả mọi đứa trong xóm, trong phố chợ. Thấy dễ làm mà không dễ đâu. Hai ngón tay vừa đè nhẹ, vừa bật mí lên trên, làm trầy trặc mãi lên được. Nhưng rồi trở lại ban đầu, cốc khỉ văn hoàng cốc khỉ mà thôi. Nước mắt đã chảy lưng tròng, còn mắt sưng đỏ thấy mà thương. Không kiên nhẫn, chịu khó, chịu đau, rồi bỏ cuộc thì tiếc. Còn tiếp tục thì thất bại là mẹ của thành công. Làm sẽ rất nhẹ nhàng, dễ ợt à. Ngày ấy, học như đám con trai đều làm được, kể cả vài đứa nữ nhi nữa. Rất nhiều cao thủ có dịp tập hợp để thi đấu tài năng. Có đứa lạc rất nhanh, có đứa chỉ chạm ngón tay rõ mà thành ma liền. Đặc biệt, có thằng ba lé là quái chiêu quái dị nhất. Hai con mắt của nó lé quá xá. Nó châu hai tròng đen chạy vào trong và giãn ra thật xa ở hai chui mắt. Nó còn biểu diễn cho đám tôi màn. Một con mắt bên này chạy vào trong, một con còn lại chạy xa ra ngoài. Sau đó, cũng vậy mà làm ngược lại. Hay quá là hay. Trở lại màn thi đấu, lạc mắt nhát ma. Nó là đứa thi cuối cùng, tay trái nắm tròn lại, nó đếm 1, 2, 3, vừa vòng tay tròn vào trong là xong, tiếp 1, 2, 3 là xong con mắt còn lại trong vòng nửa nốt nhạc mà thôi. Chúng tôi chỉ biết tròn miệng, ngơ ngác nhìn và vỗ tay hoan hô vang trời luôn. Chuyện này đã gần 60 năm rồi, hôm nay kể lại kỷ niệm xưa cho vui và nhớ về những hoài niệm đẹp của ngày xưa. Tôi nghĩ trên trái đất này chắc không có đứa trẻ nào có đôi mắt lé, lại có tài nghệ điều khiển hai tròng đen và lạc mí mắt trứ danh như nó. Kênh Xì Bo, bắt co tay đôi. Mời ông ôm con ở miền Nam thì hết chính ông có vụ này. Tiếng miền Nam, Sài Gòn xưa gọi là kênh Xì Bo. Hai con gà chọi cỡ trằn hung dũng, kênh nhau rất lâu và đó thổi luôn là: mày ngon đụng tao trước đi, thằng nào đụng trước làm cha, thằng nào đụng sau làm con.
nhưng nắm đấm cứ nắm chặt. Cả hai chỉ ưỡn ngực, hít vài xô, xô đẩy chút chút, nghĩa là chưa đụng. Chừng 15-20 phút, hai ông mảnh hổ đường ai nấy đi, chẳng có ai làm cha, ai làm con cả. Cuộc đụng độ thật sự thường ít khi xảy ra, rất hiếm khi có cuộc quịch thật. Nhà chụp ảnh nào bấm đúng khoảnh khắc kênh xì bo này thật đáng nể, và hẳn phải có một tuổi thơ lấm láp bùn đất rất hay. Tôi cũng từng thế, nhiều lần như thế, và giờ đây, khi trở thành một ông già thở không ra hơi, cũng bảo thằng Tàu, mày ngon, đụng Tàu trước coi, thằng nào đụng trước làm cha. Đã cả lần dừa, gần Tết thấy bán dưa hấu, chợt nhớ câu thành ngữ trên. Người Nam Kỳ gọi những thằng lao cá lưu manh, kiểu như ăn giật, tiểu yêu trong xóm làng là cái đồ đá cá lằn dừa. Đây là câu thành ngữ rất dễ hiểu, không phải là đá cá lìa thìa. Có nhiều thằng lao cá trong xóm làng đi ra chợ, chỗ mấy bà bán cá mà đang bận biểu cách đông, thấy cá trong tràn trong thao mà nhảy ra ngoài đất thì dùng chân đá con cá đi xa. Xong lại bắt con cá đó về ăn khỏi phải tốn tiền. Có khi họ giả đò mua cá, lợi dụng lúc đông khách hất cá từ trong thao ra ngoài. Lằn dừa, canh lúc Tết, khi mấy cái chành dừa chắc đóng và người chủ lo bán hoặc mệt mỏi. Trời hồi xưa không có đèn điện, chỉ xài đèn phục vịt nên tối lờ mờ. Thằng lão cá và bè đảng của họ sẽ dùng chân đá những trái dừa gần đường đi ra xa, rồi ôm về nhà ăn khỏi phải mua. Ngày xưa chỉ có dưa hấu tròn nên đá rất dễ. Một khu chợ đêm Tết có chừng 15 gian hàng bán dưa hấu, đá mỗi một chành một trái là Tết đó có 15 trái dưa ăn. Biết thế nên chành dưa bán Tết thường có một người phía trong và một người phía ngoài để canh. Đường về hai thôn mai một đôi.
ra khắp nơi nơi và vành môi trai gái hát câu ca yêu thank you.
Oh,